em ra. Bây giờ thực sự thì tôi cũng chưa biết là cái kết quả cái tình hình chấn thương của bạn như thế nào. So about his situation now, and the answer is he is going to the hospital now, and I didn't know the result. Yes. Tôi là Khương Xuân, phóng viên báo Tuổi Trẻ. Xin được hỏi ông có hài lòng với trận đấu ngày hôm nay không? Khi mà đội tuyển Việt Nam ra sân với rất nhiều khó khăn khi mà cầu thủ bị chấn thương và bị nhiễm Covid-19. Thứ hai là với cái lực lượng như hiện nay thì ông có bổ sung cầu thủ nào trước khi lên đường đi Nhật Bản vào ngày mai không ạ? Xin cảm ơn. Thành Trung thì ngày hôm nay bạn như là vẫn là đến ngày hôm nay bạn nhận hai thẻ, chắc là Thành Trung sẽ không cùng đồng hành cùng với đội được. Tiến Linh thì chúng ta sẽ phải chờ kết quả kiểm tra, chúng ta mới có thể biết được là bạn có đi cùng hay không. Trường hợp của Văn Lâm thì bạn ấy sẽ có mặt, sẽ tập trung cùng với đội tại Nhật Bản. Cái việc bổ sung cầu thủ mới thì thực ra hiện nay thì tôi nghĩ là nó rất là khó, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ chúng ta cần phải có thời gian để làm visa. Còn một số các cầu thủ thì đã có visa rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng không biết, cũng không thể check được phong độ của họ. Cho nên tôi nghĩ rằng là chắc không thể tập trung, chúng ta có bao nhiêu chúng ta đưa bấy nhiêu. Thì đúng là các cầu thủ họ nỗ lực hết sức rồi, chỉ tiếc là những kết quả thì nó không như mong muốn thôi. Cái việc mà ca tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở U23 thi đấu thì tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ rằng là các cầu thủ cũng nên cho tôi cơ hội để tôi có thể đánh giá họ. Cái việc mà cơ hội của họ đó là gì, đó là họ phải chứng tỏ được những gì họ chuẩn bị, hoặc những gì mà họ cái phong độ họ tập trong quá trình huấn luyện, trong quá trình tập huấn. Đại bộ phận thì các cầu thủ đều nói, là huấn luyện viên không trao cơ hội, nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là các cầu thủ cần phải có chứng tỏ được bản thân mình thì cái việc mà trao cơ hội cho tôi trao cơ hội cho họ nó dễ hơn. Ngày hôm nay thì các cầu thủ U23 vào thi đấu thì ngoài những việc là các cầu thủ, sự có mặt của các cầu thủ U23 nó cũng có cái ý nghĩa nhất định. Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất đó là đối với cầu thủ U23 thì họ phải hiểu được về mặt, phải thấu hiểu được, hiểu rõ được về mặt chiến thuật của đội. Chúng ta sắp tới thì chúng ta sẽ gặp đội Nhật Bản, chúng ta sẽ đấu họ ở sân khách, trong khi Nhật Bản chúng ta cũng biết là cái đội là họ là hiện nay top của khu vực châu Á. Cái việc mà họ quyết định có sử dụng các cầu thủ trong cái trận tới hay không thì tôi nghĩ là chắc là cũng phải nghiên cứu, tiếp tục theo dõi cái đến trước ngày thi đấu. And of course, I expect such a team of Vietnam, hard, tough, aggressive, with full energy. And because first half, we had a game on the draw, but second half, I was not satisfied with the performance. I'm not satisfied what my players show, because you can. But one of the reasons is also Vietnam who play very well second half, and we were 45 minutes under press. But the most important is the result, and I'm very happy because of it. I'm very happy because of my player, because they try to their best, but it's not possible always to be perfect. It's always very dangerous. And of course, we made many exercises about the free kicks. Also, we scored in Muscat against Vietnam by free kicks, penalty kicks, and corner kicks. And it's always problem. Also, we had a lot of problems. I never have to speak about the opponent players. I respect each player, but they show again Vietnam team a lot of young players. And the Vietnam team is the most youngest team in our group. They have a lot of good young players. They have
lot of players with full energy, and of course, there in front of them is good future.